Theo ước tính của Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài thì trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ có khoảng từ 120 đến 130 ngàn người Việt Nam ở nước ngoài về quê ăn Tết. Trong khoảng thời gian cao điểm Tết, trung bình mỗi ngày, Việt Nam sẽ đón từ 3.000 đến 4.000 Việt kiều về nước. Dựa trên báo cáo từ Chi hội Người Việt Nam ở các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống, Hiệp hội Doanh nghiệp Người Việt Nam ở nước ngoài đưa ra dự báo, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sẽ có khoảng 120.000 đến 130.000 khách Việt kiều hồi hương, tăng khá so với mọi năm. Lượng khách về nước tập trung trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12 năm 2016 đến giữa tháng 2 năm 2017, trong đó riêng khoảng 6 tuần trước và sau Tết. Dự kiến mỗi ngày Việt Nam sẽ đón từ 3.000 đến 4.000 lượt khách Việt kiều về quê ăn Tết. Hiện nay chúng tôi dựa trên những quốc gia mà là chi hội của chúng tôi. Khi mà chúng tôi làm việc với họ năm nay thì bà con dự kiến về ăn Tết bao nhiêu thì những anh chị em chi hội đều gần là những cái thành viên gần cái bên các đại sứ quán, các tổng lãnh sự quán thì những bà con xin visa về Việt Nam hoặc là họ đến xin mua vé máy bay thì dựa trên những con số này thì chúng tôi cho rằng đây là con số tương đối mà chúng tôi có thể có được. Hiện tại ngành hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phân công cán bộ trực 24/24 để giải quyết việc hồ sơ xuất nhập cảnh cho người dân được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Ngoài ra các đoàn công tác được vận động từ cán bộ đoàn viên công đoàn cũng sẽ được duy trì để hỗ trợ công tác hướng dẫn cho khách xuất nhập cảnh. Như thường lệ là cục hải quan thành phố nhưng sẵn sàng có một cái đội ngũ ngoài những cái cán bộ công chức phục vụ 24/24 cho bà con doanh nghiệp Việt kiều, hoặc kể cả các khách hành khách xuất nhập cảnh vào Việt Nam ở những thời điểm cuối năm, thì thường chúng tôi có thành lập một tổ công tác hỗ trợ, trong đó thành viên chủ yếu là các đoàn viên thanh niên công đoàn trẻ hỗ trợ 24/24 để hướng dẫn bà con để về gọi là thuận lợi nhất, nhanh nhất và với một cái tình cảm của một đón tiếp như những người bà con xa về Việt Nam du lịch sinh sống thăm người thân, đó cũng là một cái đạo đức cũng như là cái đạo lý của người Việt Nam khi mà đón những người phương xa về Việt Nam làm ăn sinh sống trong những dịp Tết. Theo đại diện phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Hồ Chí Minh, thủ tục xuất nhập cảnh hiện tại chỉ còn yêu cầu nộp hộ chiếu và thị thực với những quốc gia không được miễn thị thực. Thời gian kiểm tra trung bình chỉ mất từ 25 đến 27 giây. Ngoài ra, từ đầu tháng 2 năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ bắt đầu triển khai thực hiện hệ thống thị thực điện tử nhằm tạo thêm thuận lợi cho Việt kiều về nước cũng như cho người nước ngoài đến Việt Nam kinh doanh du lịch.